Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nội thất nhà 365. Lời giải chính xác cho bài toán diện tích nhà trệt nhưng phải đầy đủ tiện nghi, chiếc bàn dành cho 6 đến 10 người dài 2m3 nhưng khi gấp lại chỉ còn 1m6 chiều dài. Khi gấp lại, bàn ăn sẽ trở thành bàn nhỏ trang trí vô cùng đẹp mắt. Khi mở ra, một nửa sẽ tạo ra một không gian tuyệt vời để bày đồ đạc hoặc làm bàn ăn cho 4 người. Với giá thành không quá cao nhưng các mẫu bàn ăn thông minh ưu việt này sẽ khiến bạn phải trầm trồ khen ngợi bởi những tiện ích vượt trội, kiểu dáng sang trọng cùng chất lượng tuyệt hảo. Kích thước bàn có thể mở rộng và thu gọn linh hoạt theo mục đích sử dụng. Bàn ăn với kết cấu vững chắc, thiết kế thông minh giúp bàn ăn có thể chịu được tải trọng lên đến 200kg. Cho dù phòng bếp của bạn rộng hay chật cũng đều nên có một bộ bàn ăn tuyệt vời này, vì nó không chỉ quá đẹp mà lại vô cùng tiện ích. Nếu bạn ở chung cư, mẫu bàn ăn này sẽ giúp cho phòng bếp và phong cách của bạn hòa quyện vào nhau. Không gian phòng khách sẽ rộng hơn hẳn vì không bị những mẫu bàn ăn kém thông minh cản trở nữa. Nếu bạn ở nhà đất và căn hộ chỉ khoảng 35m² thì đây sẽ là cứu cánh cho phòng bếp chật hẹp của bạn. Nó sẽ giúp phòng bếp của bạn đẹp hơn và rộng rãi hơn rất nhiều. Giải quyết mọi vấn đề về nhà chật, mở ra là một chiếc bàn ăn cho 6 đến 10 người thật tiện lợi làm sao. Bên cạnh các sản phẩm nội thất tầm trung, Huy Nam Decor còn cung cấp thêm các sản phẩm nội thất cao cấp để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, với xưởng sản xuất nội thất xuất nhập khẩu, sofa, bàn ghế có mặt tại Cần Thơ và Sài Gòn có thể phân phối đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Đừng tin vào quảng cáo, bạn hãy qua trực tiếp cửa hàng đứng ngồi nhảy để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chuẩn bị kết thúc năm cũ và đón mừng xuân Quý Mão năm 2023, nội thất Huy Nam Decor còn tặng một voucher 5% cho sofa, giường ngủ, bàn trang điểm khi quý khách mua một bộ bàn ăn tại nhà 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video. Nhớ để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé.